Cô thương mến, chào các con. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau để học môn tiếng Việt với chủ điểm thiên nhiên đất nước qua bài tập đọc Mưu chú sẻ, sách tiếng Việt lớp 1 tập 2 trang 70. Bây giờ cô mời các con cùng vào hoạt động 1, luyện đọc. Hãy đọc thầm khi nghe cô đọc mẫu nhé. Mưu chú sẻ. Buổi sớm, một con mèo chộp được một chú sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: "Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt?" Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Thế là sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận, nhưng đã muộn mất rồi. Để giúp các con đọc tốt bài tập đọc này, cô sẽ chia bài tập đọc làm hai đoạn. Đoạn 1, từ đầu đến lại không rửa mặt. Đoạn 2, từ nghe vậy đến hết bài. Hãy đọc thầm đoạn 1 theo cô. Mưu chú sẻ. Buổi sớm, một con mèo chộp được một chú sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: "Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt?" Trong đoạn này, các con cần lưu ý đọc đúng các từ sau. Đầu tiên, cô lưu ý các con đọc đúng tiếng mưu. Khi đọc tiếng có vần ưu, con nhớ miệng mở hẹp, lưỡi uốn cong nhẹ. Mưu. Mời các con đọc lại. Mưu là khôn khéo nghĩ ra cách này cách khác để đánh lừa đối phương nhằm đạt mục đích của mình. Tiếng chộp. Tiếng chộp có vần ốp mang âm pờ đứng cuối, nên khi đọc kết thúc tiếng môi khép kín. Chộp. Các con hãy đọc lại. Chộp là hành động đưa tay ra rất nhanh để nắm lấy, bắt giữ lấy một cách nhanh gọn. Từ tiếp theo là từ hoảng lắm. Ở từ này cô lưu ý phải đọc tròn môi, miệng mở rộng ở tiếng hoảng. Hoảng lắm. Hãy đọc lại theo cô. Hoảng lắm là rất sợ, làm mất bình tĩnh. Từ nén sợ có tiếng nén mang vần en. Khi đọc kết thúc tiếng nén, lưỡi chạm vào miệng trên. Tiếng sợ. Chú ý đọc cong lưỡi, âm sờ. Nén sợ. Mời các con đọc lại. Nén sợ là sự kìm hãm, che giấu nỗi lo sợ vào trong. Từ mà các con dễ đọc sai là từ lễ phép. Hãy đọc đúng thanh ngã ở tiếng lễ. Chú ý đọc kết thúc tiếng phép, môi khép kín. Lễ phép. Hãy đọc lại theo cô. Lễ phép là ngoan ngoãn, biết thưa gửi, chào hỏi người lớn. Từ cuối cùng trong đoạn 1 là từ sạch sẽ. Khi đọc cần đọc cong lưỡi âm sờ trong tiếng sạch và tiếng sẽ. Chú ý đọc đúng vần ách trong tiếng sạch, thanh ngã trong tiếng sẽ. Sạch sẽ. Mời các con đọc lại. Mời các con đọc lại các từ khó của đoạn 1. Vừa rồi các con đã luyện đọc từ khó ở đoạn 1. Cô mời các con hãy đọc thầm và quan sát xem đoạn 1 có những dấu câu nào. Ở đoạn 1 có rất nhiều dấu câu. Cô lưu ý khi đọc, các con nhớ ngắt hơi ở dấu phẩy, nghỉ hơi ở dấu chấm và dấu hai chấm. Riêng câu có dấu chấm hỏi, khi đọc cần phải lên giọng ở cuối câu. Đối với những câu dài mà không có dấu phẩy, ta nên ngắt hơi ở cụm từ có nghĩa. Cô sẽ ngắt hơi sau tiếng Anh. Hãy nghe cô hướng dẫn đọc từng câu. Mời các con nghe cô đọc mẫu câu thứ nhất. Hãy đọc thầm theo cô nhé. Mưu chú sẻ. Buổi sớm, một con mèo chộp được một chú sẻ. Mời các con đọc lại cả câu.
chúng ta đọc tiếp câu thứ hai. Sẽ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt? Các con đọc lại câu 2. Mời các con đọc cả đoạn 1. Đây là đoạn 2 của bài tập đọc Mưu Chú Sẻ. Hãy đọc thầm theo cô. Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Thế là sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận nhưng đã muộn mất rồi. Ở đoạn này các con lưu ý đọc đúng các từ vuốt râu, xoa mép. Khi đọc từ vuốt râu, lưu ý đọc tròn môi. Đầu lưỡi đặt giữa hai hàm răng khép lại ở tiếng vuốt. Đọc đúng âm R ở tiếng râu. Vuốt, râu. Mời các con đọc lại. Từ xoa mép. Lưu ý tiếng xoa có âm sờ, đọc thẳng lưỡi, vần oa tròn môi. Xoa mép. Mời các con đọc lại. Mời các con đọc lại các từ khó của bạn 2 nào. Cô mời các con xem hành động vuốt râu, xoa mép của chú mèo qua đoạn phim sau nhé. Ở đoạn này có 3 dấu chấm, tức là có 3 câu. Khi đọc, các con nhớ ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy và nghỉ hơi ở chỗ có dấu chấm. Hãy nghe cô đọc mẫu. Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Các con nhấn giọng ở từ vuốt râu, xoa mép. Mời các con đọc lại. Cô sẽ đọc câu tiếp theo. Thế là sẽ vụt bay đi. Các con nhấn giọng ở từ vụt bay đi. Mời các con đọc lại. Hãy nghe cô đọc câu cuối. Mèo rất tức giận nhưng đã muộn mất rồi. Các con nhớ lên giọng ở từ muộn mất rồi. Các con đọc lại nào. Các con đã luyện đọc từng câu. Bây giờ các con hãy đọc cả đoạn 2 nhé. Bài tập đọc này kể về câu chuyện của hai con vật với tình huống xảy ra rất ly kỳ và hồi hộp. Nên khi đọc các con nhớ đọc với giọng kể. Lưu ý đổi giọng theo từng nhân vật. Nhấn giọng ở những từ gợi tả hành động của mèo và sẻ để bài đọc thêm hay và hấp dẫn nhé. Mời các con đọc lại cả bài nào. Vừa rồi, các con đã được luyện đọc bài tập đọc Mưu Chú Sẻ. Bây giờ cô và các con cùng bước qua hoạt động 2, tìm hiểu bài. Để xem nội dung câu chuyện của bài là gì, cô mời các con tham gia trò chơi Rung Chuông Vàng. Ở trò chơi này, cô sẽ có những câu hỏi trắc nghiệm và các con hãy dựa theo nội dung bài tập đọc Mưu Chú Sẻ để chọn đáp án đúng nhất nhé. Để giúp các con có câu trả lời chính xác trong trò chơi này, cô mời các con hãy đọc lại đoạn 1 của bài. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu nội dung sau. Chuyện gì xảy ra với chú sẻ vào buổi sớm? A. Mèo dắt sẻ đi chơi. B. Sẻ hót cho mèo nghe. C. Mèo chộp được sẻ. Cô mời các con suy nghĩ và chọn đáp án sau tiếng chuông reo. Bắt đầu. Và đây là đáp án của cô.
Đó là câu C, mèo chộp được sẻ. Như vậy, để trả lời cho câu hỏi chuyện gì xảy ra với chú sẻ vào buổi sớm, cô mời các con nhắc lại câu trả lời đúng. Sau khi bị mèo chộp được, sẻ đã nhanh chóng giải cứu mình bằng cách nào? Mời các con tìm hiểu tiếp câu hỏi sau. Khi sẻ bị mèo chộp được, sẻ đã nói gì với mèo? A. Hãy thả tôi ra. B. Sao anh không rửa mặt? C. Đừng ăn thịt tôi. Hãy chọn đáp án sau tiếng chuông reo. Bắt đầu. Đáp án chính xác của cô đó là... Đó là đáp án B. Sao anh không rửa mặt? Hãy đọc lại phần trả lời cho câu hỏi. Khi sẻ bị mèo chộp được, sẻ đã nói gì với mèo? Cô mời các con nhắc lại câu trả lời nào. Tiếp theo câu chuyện là gì? Cô mời các con đọc đoạn 2 với cô. Mèo đã làm gì khi được sẻ nhắc nhở? A. Đặt sẻ xuống, đi rửa mặt. B. Vuốt râu, xoa mép. C. Đặt sẻ xuống, vuốt râu, xoa mép. Các con hãy chọn đáp án sau tiếng chuông reo. Bắt đầu. Như vậy ở câu này, đáp án đúng nhất là... Đó là đáp án C. Đặt sẻ xuống, vuốt râu, xoa mép. Cô mời các con nhắc lại tròn câu câu trả lời. Vậy sẽ làm gì khi mèo đặt nó xuống đất? Con hãy đọc đoạn 2 để tìm câu trả lời đi nào. Các con đã tìm được câu trả lời chưa? Và đây là đáp án của cô. Sẽ vụt bay đi khi mèo đặt nó xuống đất. Mời các con nhắc lại câu trả lời. Như vậy các con thấy chú sẻ trong câu chuyện này là con vật như thế nào? Hãy xếp các ô chữ thành câu nói đúng về chú sẻ trong bài nào. Đây là đáp án chính xác của cô. Sẻ thông minh, sẻ nhanh trí. Ở trò chơi này, bạn nào đã có các đáp án đúng giống cô? Hãy thưởng cho mình một tràng pháo tay đi nào. Qua câu chuyện này, các con đã học được điều gì ở chú sẻ? Chúng ta thấy với sự thông minh, nhanh trí, sẻ đã bình tĩnh để tìm cách tự cứu mình thoát nạn khi gặp nguy hiểm. Vì vậy, các con hãy luôn bình tĩnh, nghĩ cách giải quyết khi gặp khó khăn, nguy hiểm nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Ở nhà các con nhớ luyện đọc bài tập đọc mưu chú sẻ trang 70. Trả lời 3 câu hỏi ở trang 71. Câu 1. Khi sẻ bị mèo chộp được, sẻ đã nói gì với mèo? Câu 2. Sẽ làm gì khi mèo đặt nó xuống đất? Câu 3. Nói đúng về chú sẻ trong bài. Cô thưa mến chào tạm biệt các con. Chúc các con vui, khỏe và học thật tốt. Cô hẹn gặp lại các con ở tiết học sau nhé.